hùng, người đàn ông bỏ mạng vì say thuốc lào trên du thuyền rơi xuống biển trong lúc chao đảo. Cộng đồng mạng đang vô cùng bàng hoàng trước thông tin về nam du khách quê Yên Bái xấu số phải bỏ mạng vì say thuốc lào trên du thuyền ở Vịnh Lan Hạ, ngã nhào xuống biển trong lúc cả người loạn choạn. Sáng ngày 21 tháng 2, người dùng mạng xã hội đã vô cùng bàng hoàng hoang mang và cảm thấy phải kinh hãi trước thông tin và đoạn clip về một người đàn ông là du khách trên tàu đang di chuyển ở Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng. Điều khiến cho cả cõi mạng phải hãi hùng là cảnh tượng nam du khách này đã rơi thẳng xuống biển, được camera quay lại chỉ trong tích tắc. Dân tình càng sốc hơn nữa khi biết lý do là chỉ vì trước đó người đàn ông này có sử dụng thuốc lào. Theo đó, trên khắp trang mạng, hội nhóm đưa tin về xã hội người dùng đang thi nhau chia sẻ và lan truyền chóng mặt đoạn clip này của người đàn ông bạc mệnh kể trên. Nội dung đoạn clip được ghi lại từ những hình ảnh trích xuất ở camera của du thuyền. Theo như thông tin được chia sẻ thì sự việc này diễn ra vào tối ngày 17 tháng 6, khoảng gần 21:30. Nam du khách này đang sinh hoạt và di chuyển bình thường trên du thuyền thì bất ngờ có biểu hiện lạ, người choáng váng chao đảo. Người đàn ông trên, theo như đoạn clip đăng tải thì anh có biểu hiện ập đến vô cùng khó hiểu khi cả người loạn choạng không thể đứng vững. Cộng thêm với việc đang ở trên thuyền, sóng nước liên tục đập khiến cho anh dường như không làm chủ được cơ thể của mình. Thu thập lời kể từ những du khách đi cùng, được biết là vì cảm thấy buồn nôn nên nam du khách này đã chạy ra phía cửa. Dù có tay vịn giữ cánh cửa nhưng vì quá choáng váng, anh không may đã ngã nhào xuống biển trong sự bàng hoàng của nhiều người. Thời điểm đó cũng có hai du khách nam đứng ngay cửa ra vào, kịp thời giữ chặt tay người đàn ông này, nhưng với tình huống quá nhanh và bất ngờ này, hai thanh niên trên cũng không thể làm được gì hơn. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng xuống biển và tìm kiếm, nhưng vì do hạn chế của ban đêm nên không thể tìm được nam du khách xấu số trên. Sau 2 ngày nỗ lực thì mới tìm thấy và chắc chắn là người đàn ông này cũng đã không thể qua khỏi. Cũng theo thông tin được chia sẻ rộng rãi thì nam du khách này gặp tình trạng chao đảo trên là bởi vừa sử dụng thuốc lào nên cơ thể bắt đầu say. Được biết sau buổi tối hôm đó thì mọi người trong đoàn có cùng rủ nhau dùng thuốc, trong đó vì có biểu hiện say sẩm nên người này mới để xảy ra tình huống thương tâm trên. Được biết nam du khách này là giám đốc một ngân hàng tại tỉnh Yên Bái, đang có chuyến nghỉ dưỡng cùng với bạn bè. Câu chuyện đầy xót xa đã khiến cho cõi mạng liên tục bàng hoàng kinh hãi trước độ nguy hiểm và không ngờ tới của việc sử dụng những chất kích thích trong lúc đi thuyền. Sau khi được chia sẻ rộng rãi trên khắp cõi mạng thì những lời chia buồn và động viên gia đình của người đàn ông cũng được netizen thi nhau để lại, kết thúc sự sống của một kiếp người. Vụ việc cũng được xem là một hồi chuông cảnh tỉnh, trở thành một bài học lớn cho những người hay sử dụng chất kích thích, đặc biệt là các loại đồ tưởng chừng là vô hại nhưng lại trở nên nguy hiểm kinh hoàng. Cảnh tỉnh cho mọi người không nên sử dụng trong lúc đi tàu thuyền hoặc ở những nơi sông nước, bởi khi cơ thể đã không còn được minh mẫn, tay chân và cảm xúc cũng không còn trong trạng thái chủ động thì rất có thể sẽ xảy ra những trường hợp xấu không thể nói trước như câu chuyện trên. Nhân mạng cũng đưa ra nhận định tốt nhất là không nên đụng đến và sử dụng các chất kích thích dù chỉ một lần, vì chắc chắn tác hại sẽ không thể ập đến ngay cho chúng ta thấy, đặc biệt là sức khỏe dần già sẽ bị ăn mòn, cơ thể suy nhược vì sử dụng những loại thuốc này. Hiện đoạn clip cũng như thông tin về vụ việc thương tâm trên đang được dân mạng chia sẻ đầm rộ, sợ hãi và xót xa là những cảm xúc mà ai cũng đồng loạt cảm nhận. Sự cố cũng đã xảy ra, vì thế điều cần thiết mà mọi người cầu mong là sự bình tĩnh của gia đình nạn nhân nhanh chóng vượt qua nỗi đau và ổn định cuộc sống.